Đây là lần đầu tiên có một sự kiện văn hóa, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Thái Lan diễn ra tại tỉnh Hưng Yên, nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước và con người Thái Lan, có ý nghĩa thiết thực, tăng cường hiểu biết về văn hóa Thái Lan, thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Urawadi Sipharom, đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đã mời đoàn đến thăm và biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Hưng Yên. Bà đại sứ ấn tượng về tỉnh Hưng Yên với sự phát triển về kinh tế và yên bình, hiếu khách, khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối vun đắp. Thông qua sự kiện, Đại sứ quán Thái Lan giới thiệu các nét đặc sắc về văn hóa và du lịch Thái Lan đến đông đảo người dân Hưng Yên. Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, chào mừng đoàn đại biểu Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan và các đoàn nghệ thuật biểu diễn của Thái Lan đến thăm tỉnh Hưng Yên. Đồng chí giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử và văn hóa, sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những năm qua, khẳng định Việt Nam và Thái Lan ở cùng khu vực Đông Nam Á, tương đồng về văn hóa và có quan hệ hữu nghị lâu năm. Vì vậy, sự kiện có nghĩa quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh. Thời gian qua, cùng với cả nước, Hưng Yên không ngừng nỗ lực, đóng góp vun đắp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược tăng cường và tình cảm tốt đẹp giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Thông qua việc tổ chức sự kiện, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước để người Việt Nam nói chung và người Hưng Yên nói riêng có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Thái Lan, nhất là có các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác đối ngoại với các doanh nghiệp của Thái Lan, các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ phát triển về văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, du lịch giữa hai nước và giữa Thái Lan với tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Hưng Yên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan trong các hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển văn hóa xã hội và khẳng định sẵn sàng tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, đóng góp cho sự phát triển của tổng thể quan hệ song phương Việt Nam và Thái Lan. Sự kiện giao lưu văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên. Thông qua sự kiện này thì nhân dân Hưng Yên cũng có cơ hội giao lưu, tìm hiểu về nét văn hóa, con người đất nước Thái Lan. Tại đây thì cũng đã có những cái hoạt động từ thiện, gây quỹ ủng hộ cho các nạn nhân bị chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vừa qua tại Việt Nam. Đã từng sang Thái Lan du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc tìm hiểu cũng như tự làm các sản phẩm thủ công đặc trưng của đất nước Thái Lan ngay tại Hưng Yên. Chị Thu ở phường Hiến Nam vô cùng hào hứng. Trước thì mình cũng có một lần đến đất nước Thái Lan rồi, nhưng mà mình chỉ được trải nghiệm cái nghệ thuật múa hát và ăn uống những cái theo những cái tour du lịch thôi, chứ chưa được trải nghiệm những cái thực tế như ở Thái Lan như hôm nay ạ. Mình cảm thấy là con người Thái Lan rất là thân thiện này, hòa nhã và rất là dễ gần. Họ sẵn sàng chia sẻ những cái văn hóa của đất nước họ cho mọi người cùng biết đến. Ngoài trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống, buổi giao lưu văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu còn thu hút người xem bởi nhiều yếu tố khác. Những điệu múa đặc trưng, bài quyền Thái, đến thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đất nước Triệu Voi hay được trực tiếp trò chuyện với những người bạn Thái là những hoạt động thú vị mà khách tham quan Hưng Yên đã được theo dõi và trải nghiệm tại sự kiện văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu vừa diễn ra. Em chưa được ăn bao giờ, khi được thưởng thức món ăn Thái Lan thì em rất cảm thấy rất là ngon và em cũng mong muốn được thử thêm nhiều món ăn nữa của Thái Lan. Hôm nay đến đây em được xem múa quay Thái, múa cổ truyền của Thái Lan. Và em đặc sắc nhất là múa quay Thái ạ. Vì đánh rất là hay ạ, nghe rất là đã tài. Em thấy là cảm giác là cũng gần gũi và biết một số của văn hóa Thái Lan, và nếu mà có gì em sẽ đến Thái Lan em du lịch ạ. Sự kiện văn hóa, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật Thái Lan với chủ đề Thái Lan càng hiểu càng yêu là chương trình do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức. Không chỉ giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, con người Thái Lan, buổi biểu diễn còn trở nên ý nghĩa hơn khi toàn bộ số tiền quyên góp được từ sự kiện sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân chịu ảnh hưởng từ thiên tai vừa qua tại tỉnh Hưng Yên. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm tỉnh Hưng Yên và có một cái ấn tượng hết sức tốt đẹp. Hưng Yên là một cái tỉnh rất là yên bình và đẹp.
và chúng tôi cũng nhận được một cái sự đón tiếp rất là nồng hậu. Nhân đây thì tôi cũng rất là cảm ơn khối doanh nghiệp Thái Lan đã chung tay cùng chúng tôi để chuẩn bị những cái phần quà để trao tặng hỗ trợ cho bà con chịu ảnh hưởng từ bão tại tỉnh Hưng Yên ngày nay. Buổi biểu diễn văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu tại Hưng Yên đã kết thúc. Người dân Hưng Yên đã có cơ hội được hiểu sâu hơn về văn hóa nước bạn. Còn đối với những người bạn Thái Lan, tin tưởng rằng bằng lòng hiếu khách và sự cởi mở chân tình, sự kiện sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ đến Hưng Yên nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.